Đúng 10 giờ ngày 29 tháng 3 năm 1973, Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ ở miền Nam Việt Nam đã làm lễ hạ cờ tại căn cứ Tân Sơn Nhất. 16 giờ 25 phút cùng ngày, 2.500 lính viễn chinh Mỹ cuối cùng và chư hầu đã phải rời khỏi nước ta. Nó chấm dứt 115 năm, đất nước ta sạch bóng quân dân nước tính từ 1858. Đây có thể nói là một cái thời gian lịch sử của dân tộc chúng ta. Có thể nói là cái bước ngoặt trong quá trình đấu tranh võ trang của mình ở miền Nam Việt Nam. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam được ký kết. Theo điểm D, điều 16, chương 6, bốn bên gồm Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam, Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa cử đại diện để thành lập Ban Liên hợp quân sự bốn bên. Trại David trong sân bay Tân Sơn Nhất được chọn làm nơi ở và làm việc của phái đoàn đại biểu quân sự bốn bên, cũng như là nơi ở của phái đoàn đại biểu của ta. Khi mà chúng tôi đến Sài Gòn thì được cái cảm giác đầu tiên sân bay rất mênh mông, hiện đại, chưa từng, những người lính chưa từng nhìn thấy. Nghĩa là quân đội Mỹ và cũng như là lính Mỹ và lính Sài Gòn ăn mặc đi xe dép trong, nghĩa là thể hiện cái sức mạnh nha. Trại David thực tế nó là một cái doanh trại quân đội của quân đội Mỹ ở phía góc Tây Nam của sân bay Tân Sơn Nhất. Cái sân bay Tân Nhất là sân bay lớn nhất của Đông Nam Á, mà hàng ngày vừa máy bay dân sự vừa máy bay quân sự là phải cỡ vài trăm chuyến, nó cứ lên xuống cứ dăm 7 phút rồi lên một chuyến, cho nên nó ồn ào khủng khiếp. Như vậy nó nóng, nó ồn, cho nên cái cuộc sống của anh em bên đó là ở trong đó là rất là khó khăn. Từ cái chỉ đạo của Bộ Chính trị và trực tiếp là Quân ủy Trung ương, cái vấn đề số 1 nhiệm vụ quan trọng tối quan trọng là phải làm thế nào đó buộc Mỹ đấu tranh như thế nào, buộc Mỹ phải rút ra khỏi miền Nam Việt Nam trong thời hạn là 60 ngày. Hiệp định Paris thì cái cốt lõi của Hiệp định Paris là quân Mỹ phải ra và quân ta phải ở lại. Đấy là điều cốt lõi, điểm số 1, điểm đầu tiên của Hiệp định Paris. Mỹ ấy, nó đã có ý định ngay từ đầu rồi. Cái gì mà không thực hiện ở trong Hiệp định ấy, thì chúng ta quyết phá Hiệp định. Thế thì cái phá Hiệp định đầu tiên là phá cái hoạt động của Ban Liên hợp quân sự. Không còn cái hoạt động của Ban Liên hợp quân sự thì việc Mỹ rút quân vấn đề châu trả cũng không thể giải quyết được. Nó căng thẳng lắm, nó không phải chết chóc này khác, nhưng nó chạy bị căng thẳng về mặt tinh thần. Chung quanh nó là hàng rào dây thép gai và có mười mấy cái chòi gác của lính ngụy, súng AR-15 ngắm cái này và ông nhòm có thể quan sát rất kỹ. Nó bố trí chúng ta và nó đã cài cắm vào toàn bộ những cái thiết bị nghe trộm rồi. Chúng ta đã phải gỡ, thao gỡ thì phải làm bộ bảo vệ, phải làm lại toàn bộ những cái chuyện như thế. Và chính vì những cái hoạt động trong điều kiện như thế, cho nên công tác bảo vệ, công tác an ninh, công tác bảo vệ đặt lên cũng là đặt lên hàng đầu. Thế trong hiệp định quy định này, Mỹ về việc trao trả, rút quân Mỹ về việc trao trả thực hiện trong vòng 60 ngày thì sẽ chia thành 4 đợt và thời hạn cách nhau mỗi đợt là 15 ngày. Thế thì trong cái đợt đầu tiên thì đã trục trặc rồi. 5 ngày đầu tiên, Mỹ lờ đi không nói gì đến cái việc trao trả cả. Hai trưởng đoàn của ta là Trung tướng Trần Văn Trà, trưởng đoàn Lê Quang Hòa, trưởng đoàn của đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đều đấu tranh rất kiên quyết về cái việc là Mỹ đến ngày giờ rồi, theo đúng hiệp định rồi mà lại không có nói gì về cái chuyện rút quân. Phía Mỹ luôn luôn muốn giữ kín cái việc này, nhưng chúng ta luôn luôn phải khuếch trương cái này lên. Rút quân Mỹ là phải minh bạch, phải có giám sát, phải có báo chí đưa tin. Đấy là điều chúng ta muốn. Và chúng ta cố gắng làm bằng mọi cách đưa tin thông tấn báo chí, bởi vì lúc đó ở Sài Gòn nó sôi động kinh khủng. Hơn 70 hãng thông tấn báo chí là cái điểm nóng số 1 trên thế giới, cả thế giới theo dõi, nhân dân Mỹ nhân theo dõi. Ta thấy một cái yêu chí mạng là gì? Nhân dân Mỹ, những cái gia đình có con em thấp trần được về, người ta đều biết hết. Cho nên cái sức ép về đấu tranh, cái sức ép ở cái đấu tranh của Mỹ và nó cực kỳ lớn, cho nên Mỹ không còn cách nào khác. Cái việc chúng ta bảo đảm rằng Mỹ rút quân một cách công khai minh bạch và được báo chí tuyên truyền một cách rộng rãi nhất đã tạo ra một cái đòn tâm lý cực kỳ sốc, cực kỳ mạnh. Những cái cuộc họp mà căng thẳng nhất là những cái cuộc họp mà chúng ta phải bỏ quyết định, phải bỏ đàm phán thế này đấy. Thì những cái cuộc họp về đấu tranh nhau, chúng ta tố cáo mà vạch trần đến nước bộ độ mà phía đối phương không chịu nổi, đấy. Thế thì
Phan Hoàng Hiệp trưởng đoàn ấy mà không giữ được bình tĩnh mà còn vơ cả tàn thuốc lá cơ mà. Tiếp theo cái đợt 2 và đợt 3 thì nó cũng có vài cái trục trặc, nhưng đến đợt thứ 4 thì Mỹ lại đưa ra một cái điều kiện là ta phải trao trả những cái tù binh của Mỹ bắt ở bên Lào. Lúc đó ta đấu tranh kiên quyết, anh không thể bắt chúng tôi lại phải trao trả cái người mà chúng tôi không bắt vì chúng tôi không giam giữ. Ngay cái Hiệp định Paris, người ta cái tên của Hiệp định Paris là Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, chứ có nói gì về cái Hiệp định về Paris về đến các nước khác đâu. Trong cái đàm phán bao giờ cũng có một cái là anh phải có tìm ra một cái lối mà nó không phạm vào những cái vấn đề nguyên tắc cơ bản. Nhiệm trách nhiệm của chúng tôi không phải cái việc đó, nhưng mà vì phía Mỹ là chưa có quan hệ với lại Lào, ngoại giao với Lào, thế thì chúng tôi cũng có thể là thông qua cái con đường ngoại giao thì chúng tôi sẽ tác động giúp đỡ, còn kết quả như thế nào sẽ thông báo sau. Nhưng mà chúng đề nghị là sẽ thực hiện cái việc rút quân vào ngày 27, 28 và 29, thì lúc đó Woodward và Beckham thì hội đoàn bắt đầu đồng ý. Trước sự đấu tranh cương quyết và khôn khéo của ta, cuối cùng Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ ở miền Nam Việt Nam đã phải chấp nhận rút hết quân như cam kết vào chiều ngày 29 tháng 3 năm 1973. Là chúng tôi được trực tiếp chứng kiến những tên lính viễn chinh Mỹ cuối cùng rút ra khỏi miền Nam Việt Nam. Có thể nói đây là một cái giờ khắc lịch sử của dân tộc chúng ta. Có một cái điều chắc chắn là nếu mà Mỹ còn ở lại miền Nam thì cái hy sinh của chúng ta sẽ rất lớn. Và hai là cái thời gian không thể chỉ là năm 1975 mà chắc chắn là còn lâu hơn nữa. Tôi nghĩ đây là một may mắn lớn, một niềm vinh hạnh lớn, không phải nhiều người được chứng kiến chừng ấy sự kiện. Cái lời dạy của bác ấy, chúng ta thắng Mỹ nhé, không phải là tiêu diệt hết Mỹ đi để thắng, mà chúng ta thắng Mỹ và cái đuổi Mỹ đi để thắng, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Cái bước đi phải như thế, cho nên là anh em đã phải thấy là càng thấy thấm thía cái lời dạy của lãnh tụ.